các bạn chúng ta sẽ cùng đến một bài dạng chung bài số 30. Bài này chúng ta sẽ cùng học cái cách mà hành văn của họ để mà tìm ra cái đáp án nhé. Các bạn nhớ là làm bài trước khi mà check cái phần đáp án ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đọc cái phần câu hỏi này. Amerika no kyoku shinri gakusa no shikken kekka ni tsuite atte no wa Cái kết quả thực nghiệm của nhà tâm lý học giáo dục người Mỹ Cái kết quả nào là nó trùng khớp này Thì bây giờ mình sẽ cùng xem Cái kết quả thực nghiệm của cái ông người Mỹ này như thế nào Chúng mình cùng đọc từ đầu nhé Xin lý gạc xá đệ Lịch sổ đại gạc Naito Yoshihito sáng mộ Siêu sinh chọc dên nộ Bên kiều Sư Ở đây mình thấy cái cấu trúc câu, câu nhé Là A sáng mộ Hitori Nghĩa là cái ông này là một người nhá Thì cái câu của mình nó chính là cái câu danh từ đấy A hóa bi đề sự đấy Là cái ông này Tô Yoshihito này Là người mà Susemeru là khuyến khích Cái việc học ở ngay trước khi mà cái thời gian ngủ Cái từ siêu xin ở đây là ngay trước khi mà bước vào cái giấc ngủ đấy cái ông này thì là một cái ông giáo viên của trường đại học Lisho, một cái nhà tâm lý học. Đấy ạ, Nichiu no benkyo to nai to sang. Ông Naito san thì ông ấy nói rằng là à, cái cách viết như thế này mình cũng học luôn nhá. Là cái ông Naito san để tố ở đây là ông ấy nói rằng là vậy thì cái việc học vào cái thời điểm ban ngày nichiu đây là học ở trong cái khoảng thời gian ban ngày ấy, thì mưa đa gà ôi đa kê chỉ là uh, lãng phí thôi thì cà tôi yêu tụ thì son na của tổ sen thì ông nói rằng không bao giờ có cái chuyện như vậy cái cà tối yêu tụ ở đây nó là một cái từ nối mình bắt gặp là hay dùng trong cái trường hợp là na dê cà tôi yêu tụ nani nani cà tôi yêu tụ này có là khi mà nhắc đến cái việc là như thế thì là không có cái chuyện như vậy uh, cái việc mà học vào thời gian ban ngày thì nó có rất là nhiều cái sự lãng phí nó chỉ là lãng phí mà thôi ấy. thì là không có cái chuyện như vậy nerumai uh, igai nimo kyoko suru noni ko litsukina sikang tai gạo arokoto để ní mô ở đây là ngay cả cái khoảng thời gian ngoài cái thời gian trước khi ngủ thì là cũng có những cái di càng tai là có những cái khoảng thời gian mà có hiệu quả để mà ghi nhớ wakate russo soda đây là um, ông ấy dường như là có vẻ như là đã hiểu được rằng là ngoài cái khoảng thời gian đấy ra thì cũng có những cái khoảng thời gian những cái khung thời gian hiệu quả để mà ghi nhớ ngoài những cái lúc mà ngủ trước khi ngủ ra thì cái chủ ngữ của mình là cái ông naito sằng này này nó sẽ lặp lại ở cả ba cái câu gần nhau các câu gần nhau chủ ngữ giống nhau và cùng nói về một chủ đề thì mình sẽ thấy rằng là cái wakate ruso mình sẽ cho thêm cái chủ ngữ ở đây là ông naito sằng

À, khả năng à, hiểu cũng như cái khả năng ghi nhớ à, theo cái khung thời gian nó biến đổi như thế nào à, và lấy cái đối tượng là học sinh tiểu học lớp 5 lớp 6. Còn cái chủ ngữ ở đây là cái nhà tâm lý học người Mỹ ngày trước thì đã từng thực hiện cái thí nghiệm lấy cái đối tượng là học sinh tiểu học lớp 5 lớp 6 xem tìm hiểu xem như là cái khả năng ghi nhớ và cái khả năng à, lý giải khả năng hiểu của của trẻ em ấy thì sẽ thay đổi như thế nào theo khung thời gian. その結果、計算や暗記などの作業効率は午前10時と午後3時くらいがピークでした。 cái kết quả của cái thí nghiệm này nó chính là cái hiệu quả công việc ví dụ như là tính toán hoặc ghi nhớ thì nó sẽ peak để là nó sẽ lên cái mức đỉnh điểm vào cái khoảng thời gian 3 giờ chiều và 10 giờ sáng Gozen Hachiji no Sekio Haku to Suru to là giả dụ như cái thành tích vào lúc 8 giờ sáng là 100 thì đến 10 giờ Uh, thì cái thành tích đấy nó sẽ josu là tăng lên tới 160 này. Sona to go go hachi made sagaru là đến 1 giờ chiều thì nó sẽ giảm xuống còn 98 này. Đô sang ji đúng không Đến cùng ngày 3 giờ chiều thì sẽ cự ni agaru nó sẽ tăng lên thành 103. Tối ưu sen o EGAI ra DESU và người ta đã vẽ ra được một cái biểu đồ hoặc là một cái đồ thị một cái đường thay đổi theo cái mốc như thế là 8 giờ là 100 thì lên 10 giờ là lên tới 160 rồi đến 1 giờ chiều thì giảm xuống 98 rồi đến 3 giờ chiều thì lại tăng lên thành 103. Đọc đến đây là chúng ta đã hiểu được cái thí nghiệm của mình nó như thế nào rồi đúng không ạ? Thì cái thí nghiệm của mình là cái thí nghiệm dành cho học sinh lớp 5 lớp 6 này. À, tính toán về cái sự thay đổi trong cái khung thời gian về cái khả năng ghi nhớ và cái khả năng thấu hiểu đúng không? Thì cái kết quả của mình nó chính là cao nhất là lúc 10 giờ là 160 này này và lúc 3 giờ chiều là 103. Thì bây giờ mình sẽ cùng đọc cái phần đáp án này. Câu một là rượu Go go sang ji go nộ ho ga Cô dặn Jujigoro Y. C. Sekiga I. là cái uh, thành tích uh, vào lúc 10 giờ sáng thì nó sẽ không bằng đúng không? Cái thành tích uh, lúc 3 giờ chiều thì mình nhìn lại cái kết quả ở đây xem có đúng không? Cái thành tích lúc 3 giờ chiều là 103, còn cái thành tích mà lúc sáng là 10 giờ sáng ấy, thì là 160 cơ mà. Nên là cái Uh, thành tích lúc 3 giờ chiều nó tốt hơn so với cái thành tích lúc 10 giờ sáng này là đang bị sai này. Cái câu số 2 là gì? Gozen Jūji no ho ga gogo sang ji yori thì nó chính là cái câu này này là cái thành tích mà lúc 10 giờ sáng thì nó sẽ tốt hơn so với cái thành tích là lúc 3 giờ chiều là một cái là 160 và một cái là 103 đấy. Câu 3 là gì ạ? go yori ga yoi thì câu này bị sai hoàn toàn rồi nhé 1 giờ thì không thì nó bị hạ xuống mà không tốt hơn lúc 10 giờ sáng được. Câu 4 là gì ạ? tai ga ba osoi hodo độ ga agaru là cái khung thời gian nó càng chậm càng muộn bao nhiêu thì cái thành tích lại càng tăng thì cái câu này bị sai hoàn toàn rồi. Câu 2 là đáp án của mình nha Bây giờ mình sẽ đọc tiếp cái câu hỏi số 2 là kono bun so ni yoru to ko ka teki ho wa Cái phương pháp học tập hiệu quả theo cái đoạn văn này là cái phương pháp như thế nào? Bây giờ mình sẽ đọc tiếp này. Gozen to go go ni ichido zutsu koritsu no agaru shikan tai ni motto mo shite benkyou sureba ko ka là nếu đúng không? Nếu như mà mình tập trung nhất để học vào cái khung thời gian mà cái hiệu suất của mình nó tăng lên uh, một lần uh, vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều như vậy thì nó sẽ mang tính hiệu quả ở đây mình sẽ có cái cách diễn đạt là ít chi độ dứt sự là mỗi một lần là vào một buổi sáng mỗi một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều ấy khi mà vào cái khung thời gian mà cái cô lết sự là cái hiệu suất của mình nó tăng lên mà mình tập trung mình học thì nó sẽ mang tính hiệu quả này Mochira <laughs> uh, kojin bởi vì đương nhiên là có cái sự khác biệt hoặc là sự chênh lệch trong từng cá nhân nên là sẽ cần phải kichin to ha là nắm bắt một cách rất là cẩn thận rõ ràng về cái nhịp điệu của bản thân và tìm ra được mitsukedo đúng không? Tìm ra được cái khung thời gian mà mình có thể À, Note tựa ở đây nó là một cái từ gôi nha các bạn bình thường ấy bình thường nó sẽ biết bằng cái chữ hán ấy là cái từ nô rự là cái từ lên xe ấy à, nhưng mà mình có một cái cụm là khi gá nô rự ấy thì cái cụm này mình cũng đã bắt gặp ở trong một cái bài học trực tiếp rồi thì là khi gá nô rự ở đây là kiểu mình sẽ hòa nhịp vào này hồi mình sẽ cảm thấy hứng thú đấy thì mình hãy tìm ra cái khung thời gian mà mình có thể hòa được vào cái nhịp điệu của nó mình có thể hứng thú được với nó thì cái phần chiêu y số 4 ở đây người ta đang giải thích là si gá y đó chính là cái khung thời gian mà mình cảm thấy rất là tốt Mình cảm thấy rất là học rất là vào ấy Thì là cái điều quan trọng là mình phải nắm được một cách rõ ràng cái nhịp điệu của bản thân Và tìm ra được cái khung thời gian đó là một cái điều quan trọng này một ngày thì là mình sẽ học 5 tiếng này rồi mỗi tiếng thì mình học 50 thứ một này thì sona yadikata wa hiko Litsu Kiyomari này là cái cách làm như vậy thì nó vô cùng là không hiệu quả này. Zeko cho no shikan tai ni bai no Noruma mao kashi. Sore igai wa karuku nagasu là cái trong cái khoảng thời gian mà dệt uh, cô là cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy rất là tốt ấy, thì mình sẽ uh, noruma okashi ở đây là uh, mình sẽ để cái khối lượng công việc tăng lên gấp đôi uh, còn ngoài cái khoảng thời gian đấy ra là ngoài cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy tốt đấy ra thì là mình sẽ cự năng nga sự là mình sẽ uh, gọi là để cho nó uh, trôi qua rất là nhẹ nhàng rồi êm ái đấy. Thay mình uh, gửi tại benkyo cái cách học mà uh, nắm bắt cái khung thời gian hoặc là cái thời điểm hay là cái khoảng thời gian, cái khoảng thời điểm như vậy nó là nó sẽ takamine nó sẽ nâng cao cái khả năng ghi nhớ thì cái bên kêu ở đây nó chính là cái đáp án của mình đấy nó là cái cách học mang tính hiệu quả nó là cái cách học như thế nào là cái cách học mà mình sẽ uh, tăng cái khối lượng uh, lên gấp đôi vào cái khung thời gian mà mình cảm thấy tốt và ngoài cái khung thời gian này ra thì mình sẽ cao cự sự thôi mình sẽ uh, nhẹ nhàng mình uh, mình làm hoặc mình thực hiện thôi nên là đáp án của mình nó chính là cái câu số 3 này này. no hataraki naru kunai ni benkyou suru là mình sẽ học vào cái khung thời gian mà cái sự hoạt động của não bộ của mình nó tốt hoặc là nó minh mẫn thì mình sẽ học vào cái khoảng thời gian đó. Hataraki ở đây ngoài cái nghĩa là làm việc thì nó còn có nghĩa là vai trò chức năng cái sự hoạt động của não nó đang tốt thì cái khung thời gian đấy mình sẽ học còn câu 1, câu 2, câu 4 mình sẽ loại như thế nào đây ạ? Benkyo no ryo to shikan o maiichi itte suru itte ni suru là mình sẽ cố định hàng ngày thời gian và cái lượng học ấy thì nó bị sai rồi nhá. Nó chính là cái ý mà hiko ritsu kyo amari rồi. Nên là câu này bị sai này. Câu 2 là gì ạ? Choshi no yoi hi ni shiu chiu shite benkyo suru là mình sẽ tập trung vào những cái ngày mà mình cảm thấy vui vẻ thì là mình sẽ học thì cái đoạn mà chô-shi-no-i-hi này thì là bị sai nhá người ta đang nói là mình sẽ tập trung vào cái khung thời gian cơ nên là chứ không phải là cái ngày mà mình cảm thấy vui à, câu 4 là gì ạ mai ni chi ben kêu sư độ của tố siêu càng dự kế được là mình sẽ tạo cái thói quen là học hàng ngày thì cũng không người ta không nhắc tới cái ý này nên là đoán của mình là cái số ba à, câu cuối cùng Câu hỏi của mình là Seme no shise to ba nanika Là cái tư thế gọi là tấn công ấy, Thì nó là cái tư thế như thế nào Thì bây giờ mình sẽ đọc tiếp này No litsu no nami wa jibun de iski teki ni kontrolu suru koto mo dekiru cái nami là cái con sóng về hiệu suất thì chúng ta có thể điều chỉnh một cách có ý thức À, tự mình có thể điều chỉnh một cách có ý thức cái con sóng hiệu suất đó này. Dưbưng ga benkyo sư đự sic càng tài ni motto motto atama no hataraki ga yoku naru yo shūkan raren de ba besuto naito san. Ông Naito san thì ông ấy có nói rằng là à làm sao là cái con sóng hiệu suất thì sẽ có thể điều khiển được một cách có ý thức này nếu như mà đúng không nếu như mà mình tạo cái thói quen để mà cái sự hoạt động của não bộ của mình trở nên tốt nhất vào cái khoảng thời gian mà mình học ấy thì nó vẫn là vẫn là best tụ nó vẫn là nhất thì timing của mắt sự đa kế đều là cự không phải chỉ là mình chờ cái khoảng thời gian nó tới mà di bưng cả là sự cc được no mà sẽ cần phải được là sẽ cần phải đòi hỏi một cái cc là một cái trạng thái hoặc là một cái tư thế gọi là tấn công uh, tự mình chủ động tạo ra uh, chứ không phải là chờ cái thời điểm nó tới đúng không và ông ấy nói rằng là tốt nhất vẫn là tạo cái thói quen để cho cái sự hoạt động của não của mình uh, trở nên tốt nhất vào cái khung thời gian mà mình học và mình có thể điều chỉnh được cái 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 uh, nô no, lịch sự nô no, nami đó nên là đáp án của mình ở đây ở khi mà cái câu gạch chân này này thì thường nó sẽ thay thế cho cái ý uh, của một cái câu nào gần đấy Uh, thì trong cái bài này nó chính là thay thế cho cái ý ở cái câu đỏ đỏ mà mình bôi ở đây uh, mình không phải chờ cái khoảng thời gian đấy mà mình sẽ côn toro đựng nó mình sẽ tạo cái thói quen để mà cái hataraki cái não bộ của mình nó trở nên tốt nhất khi mà vào cái khung thời gian mà mình học nên đáp án của mình nó chính là cái câu số 1 này luôn này. Là no little agetai, sicang tai ni no reach no peak ga kuru ni suru. Là mình sẽ làm cho cái uh, hiệu suất, cái hiệu năng của mình trở nên gọi là pi cự là trở nên tối đa vào cái khung thời gian mà mình muốn tăng cái năng suất hoặc là cái hiệu suất lên là khoảng cái thời gian mà mình học đấy. Cái no little agetai cẳng ở đây là cái khoảng thời gian mà mình muốn học Duy bưng đã bên kêu càng tai là cái khoảng thời gian mà mình muốn học này. là cái khoảng thời gian mà mình muốn tăng cái hiệu suất, mình muốn học vào hơn đúng không? Thì là mình sẽ để cho làm sao để cho cái pic cự là cái uh, hiệu suất của mình nó đạt ở cái mức tối đa. thì knowledge no peak ga yoni suru thì nó bằng với cái ý là là một tổ atama no hataraki ga yoku naru yo shukan sukera đúng không là tạo cái thói quen để cho cái sự hoạt động của não của mình nó trở nên tốt nhất vào cái khung thời gian đấy thì nó thì nó chính là cái ý câu số 1 này là làm sao để cho cái cái hiệu suất của mình nó lên mức cao nhất đúng không là cái atama no hataraki ga một tổ mối dốc cự đấy uh, vào cái di càng tai vào cái khoảng thời gian mà mà bên style câu số 2 là gì ạ? No de no peak ni kachiro de kiru you ni seikatsu no tsuka go chousei suru là mình sẽ điều chỉnh cái khung thời gian sinh hoạt để sao cho có thể hoạt động vào cái uh, lúc mà hiệu suất của mình nó tăng nhất này người ta có một cái câu là timing của ộ mặt sự đa kê đều cự là không phải chỉ chờ đến cái thời điểm nó tới cái thời điểm cái timing cự ở đây nó chính là cái thời điểm mà dệt cô chono si càng tai này này cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy minh mẫn nhất ấy. thì là không phải là mình chờ đến khi mình minh mẫn mà mình sẽ dư bưng đi đa sự là phải tự mình tạo ra tạo ra cái gì tạo ra cái siêu cẳng dư kê ra đây đề bà này nếu như mà có thể tạo ra được cái thói quen mà uh, cái um, bộ não của mình nó sẽ hoạt động một cách minh mẫn nhất vào cái khung thời gian mà mình muốn học nên là cái ý mà điều chỉnh cái khoảng thời gian của cuộc sống để mà mình có thể hoạt động được vào đúng cái khoảng thời gian mà hiệu suất ở lên tới đỉnh điểm ấy là bị sai. Mình không chờ đến khi mà mình có cái hiệu suất đỉnh điểm thì mình mới làm mà mình phải điều khiển con tô để làm sao mà Uh, mình tạo được thói quen để đúng cái lúc mà mình học thì là cái hiệu suất của mình nó sẽ tăng lên nhất. Nên là cái câu số 2 này là bị sai nha. À, câu 3 là gì ạ? Chijiu ni knowledge no peak ga kuru you ni no là mình sẽ thay đổi cái cuộc sống của bản thân để sao cho cái uh, hiệu suất nó sẽ Uh, lên đỉnh điểm vào trong ngày thì cái đoạn mà vào trong ngày này là người ta không người ta không không nói tới mà người ta chỉ nói là cái gì càng tai thôi là cái di bưng cả bên kêu sư di càng tai thôi nên là cái như chi chiu ní này là nó không phải cái ý đấy Câu vốn là gì ạ no lit no pico đi kia đa kệ naga cự được yo ni sư đội là mình làm sao để làm sao để mà giữ lâu dài trong khả năng có thể cái khung thời gian hiệu suất thì cái này người ta cũng không hề nói tới rồi Nên đáp án của mình nó chính là cái số 1 Thì khi mà mình tìm đáp án ấy Thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích cụ thể vào cái câu chữ ấy, Xem là đầu tiên mình tìm xem là đáp án nó nằm ở đâu Trong cái phần câu trả lời của mình Nó nói, uh, đề cập tới cái phần nào Ở trong cái phần mà thuộc cái chỗ mà chứa câu trả lời đấy Thì mình sẽ phân tích trong cái bài của mình nó có các cái cụm từ nào tương đương không, có cái ý nào tương đương không thì là mình sẽ tìm ra được cái đáp án một cách chính xác nhất và nó không hề bị chạch. Mình sẽ phân tích từng cái câu 2, câu 3, câu 4 xem là nó đúng ở cái ý nào, nó sai ở cái ý nào với trong bài thì là mình sẽ loại dần và tìm ra được cái đáp án đúng nhất là đáp án số 1 giống như là mình vừa phân tích lúc nãy. Đấy. đấy thì bài ngày hôm nay của mình kết thúc tại đây. À, xin chào và hẹn lại các bạn trong cái buổi sau nhé.